Ca ca muội muội khóc nức nở khi Thanh Đoàn Hà Chí Quang vừa trở về nhà sau một tuần tại Trung Quốc. Vào ngày 24 tháng 4, Thanh Đoàn chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc khi anh và Hà Chí Quang trở về nhà sau thời gian cách xa gia đình. Các con của anh đều không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng anh sau một tuần xa cách. Gia đình nhỏ của Thanh Đoàn Hà Chí Quang đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự yêu thương từ phía người hâm mộ sau khi video này được chia sẻ trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc ấm áp và xúc động này không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là nguồn động viên lớn lao cho mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ, bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ suốt một tuần qua của hai em nhỏ nay đã được Thanh Đoàn và Hà Chí Quang bù đắp. Khoảnh khắc đẹp đẽ này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân mạng đã để lại nhiều bình luận xúc động xoay quanh khoảnh khắc này. Nhìn hai bé khóc mà muốn rơi nước mắt theo. Hai bé thật đáng yêu. Khoảnh khắc hai em bé chạy đến ôm ba xem mà xúc động thật sự, thương quá. Cưng hai bạn nhỏ ghê, chắc là hai bạn đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Phải thật may.